Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Quý vị, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy tổng cộng hơn 60 thi thể tại hiện trường vụ lở đất tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Tới đến nay, trong khi đó còn gần 30 nạn nhân vẫn còn mất tích. Cổng thông tin của chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết có 62 thi thể nằm trong danh sách 97 người được báo cáo mất tích đã được tìm thấy, còn lại hơn 30 thi thể khác đang được xác định danh tính. Nhà chức trách thừa nhận rất khó để tính toán số nạn nhân mất tích cụ thể do nhiều người dân sống và làm việc tại khu công nghiệp xảy ra lở đất là lao động nhập cư nghèo đến từ các tỉnh khác nhau. Họ thường không đăng ký hoặc người thân ở quá xa chưa thể liên lạc. Vụ lở đất kinh hoàng xảy ra vào hôm thứ Tư khi một núi chất thải bị mưa lớn tác động đổ ụp xuống chôn vùi hơn 30 tòa nhà ở khu công nghiệp thuộc Tân Khu Quang Minh. Hơn 10.600 người và 2.200 máy móc hạng nặng đã tham gia cứu hộ. Tổng cộng hơn 2 triệu mét khối đất được nạo vét để tìm kiếm người sống sót. Văn phòng công tố huyện Bảo An cho biết 11 người liên quan đến thảm họa trên đã chính thức bị cảnh sát bắt giữ, bao gồm cố vấn pháp lý của công ty phát triển đầu tư X Tường Long, doanh nghiệp quản lý bãi rác thải xây dựng gây ra vụ lở đất, phó tổng giám đốc công ty này và quan sát viên điều phối kho bãi tại hiện trường. Hôm qua, giám đốc văn phòng quản lý đô thị của Tân Khu Quang Minh từ Nguyên An nhảy lầu tự tử. Theo hãng tin AP, văn phòng quản lý đô thị có liên quan tới quy định về hoạt động của doanh nghiệp và địa điểm xây dựng, nhưng không rõ ông Từ có đang bị điều tra về vụ lở đất hay không. Hồi tháng trước, vụ nổ hóa chất tại thành phố Cảng Thiên Tân phía Bắc Trung Quốc giết chết gần 200 người, làm dấy lên câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn công nghiệp tại quốc gia đông dân nhất thế giới này. Sau 60 giờ mắc kẹt trong đống đổ nát của vụ lở đất ở thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, một thanh niên vẫn sống sót và được cứu ra. Vụ lở đất hôm thứ Sáu trong khu công nghiệp Hằng Thái Dụ khiến hơn 30 tòa nhà sụp đổ và hơn 90 người mất tích. An Thiên Trạch Minh được tìm thấy vẫn còn sống vào khoảng 3 giờ 30 phút theo giờ địa phương hôm thứ Hai, bên dưới một tòa nhà sụp đổ và đang được điều trị y tế. Thanh niên 19 tuổi này là công nhân nhập cư đến từ thành phố Trùng Khánh phía Tây Nam Trung Quốc. Khi được cứu ra, Thiên Trạch Minh nói với nhân viên cứu hộ tên mình và cho hay còn một người khác bị chôn vùi cạnh anh. Tuy nhiên, người này đã thiệt mạng. Theo lời ông Đại Liêm, bác sĩ đã chui vào đống đổ nát kiểm tra. Thiên Trạch Minh đã được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật. Trương Á Bân, một cảnh sát tham gia cứu hộ kể rằng các nhân viên cứu hộ đã phải chui vào một căn phòng hẹp và dùng tay nhặt các mảnh vỡ để đến chỗ Thiên. Trước đó, thi thể đầu tiên được tìm thấy hôm thứ Sáu cùng ngày, lực lượng chức năng đã đột kích hai cơ sở của công ty phát triển đầu tư X Tường Long, Thâm Quyến, có trách nhiệm quản lý các bãi đổ rác gây ra vụ lở đất chết người vừa qua. Hồ sơ từ chính quyền cho thấy công ty không đủ điều kiện để thực hiện công việc tích trữ bùn đất từ các công trình xây dựng địa phương. Thảm họa xảy ra sau khi một ngọn đồi đắp chất thải xây dựng trong hơn 2 năm qua sụp đổ vì mưa lớn. Hàng ngàn người đã tham gia vào công tác cứu hộ tìm kiếm. Khoảng gần 1.000 người đã được sơ tán khi đất đá và mảnh vỡ văng khắp khu vực này, dẫn đến vụ nổ đường ống dẫn khí đốt. Vụ sạt lở xảy ra trên một khu vực rộng lớn khoảng 380.000 m², tương đương với 50 sân bóng đá. Một số khu vực bị phủ bùn cao đến 10 mét. Theo truyền thông địa phương, thảm họa từ bãi chứa có khoảng 1,5 triệu mét khối chất thải nói trên đã được cảnh báo từ đầu năm. Ông Jin Jimin, người dân địa phương nói, mưa lớn và núi lở là thảm họa tự nhiên, nhưng vụ này là thảm họa nhân tạo. Kính thưa quý vị, trang tin Tân Hoa Xã cho biết, tính đến 9 giờ tối qua, 7 thi thể đã được thu hồi từ đống đổ nát ở thị trấn Sơn Dương, thành phố Thượng Lưu. Vụ lở đất đã vùi lấp khu nhà tập thể của công ty khai thác mỏ và 3 ngôi nhà khác vào sáng sớm hôm thứ Tư. 10 người đã thoát ra được mà không cần tới sự giúp đỡ, 4 người khác được nhân viên cứu hộ cứu và đưa tới bệnh viện. Những người mất tích gồm dân làng, công nhân mỏ và thân nhân của họ và các công nhân xây dựng. Lực lượng cứu hộ cho biết khối lượng lớn bùn đất cùng với nguy cơ tiếp tục lở đất đã cản trở nỗ lực tìm kiếm.
Kính thưa quý vị khán giả thân mến, từ Chủ nhật đến thứ Năm vừa qua, một trận lũ lớn xảy ra ở Bắc Giang, tỉnh Quảng Đông, thành phố Dinh Đê, nằm ở trung lưu Bắc Giang bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Mực nước lũ cao nhất vượt quá mực nước cảnh báo 10,1m, lũ lên đến tầng 3 hoặc tầng 4. Sông Bắc Giang là phụ lưu lớn thứ hai của lưu vực Châu Giang, địa hình cao ở phía Bắc và thấp ở phía Nam. Dòng chính của sông Bắc Giang chảy qua Thiệu Quan, Dinh Đê, Quảng Nguyên, Phật Sơn và Quảng Châu. Bắc Giang thực hiện từng bước phát triển và là một trong những con sông phát triển nhất ở Trung Quốc, có Lạc Sương, Vạn Đầu, Nam Thủy, Mạnh Châu Bá, Tấn Giang, Tấn Linh, Trường Hồ, Cẩm Đàn, Tiểu Khảng, Bạch Thạch Giao và Mông Lý. Nhiều dự án đập hồ chứa, đặc biệt là Phi Lai Hiệp, dự án đập hồ chứa được gọi là dự án Tam Hiệp ở Bắc Quảng Đông, ở ngã ba Dinh Đê và Quảng Nguyên có thể nâng tiêu chuẩn kiểm soát lũ của hạ lưu Quảng Châu và những nơi khác lên 300 năm một lần. Các công trình đập hồ chứa này được cho là vừa chống lũ, vừa chống hạn. Vào giữa tháng, nhiều hồ chứa như hẻm núi Lạc Giang ở Thiệu Quan trên thượng nguồn sông Bắc Giang sẽ xả một lượng lớn nước lũ để bảo vệ an toàn cho hồ của thành phố Dinh Đê nằm ở trung lưu, gây lũ lụt và chịu tổn thất lớn. Bộ Chỉ huy phòng chống lũ lụt của tỉnh Quảng Đông chỉ ra rằng sẽ không thể tưởng tượng được nếu Quảng Nguyên và Quảng Châu ở hạ lưu hồ chứa Phi Lai Hiệp xả lũ hoàn toàn sẽ tổn thất rất lớn, rất mong người dân thành phố Dinh Đê thông cảm. Theo một số chính trị gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc và các chuyên gia bảo tồn nước, mực nước bình thường của hồ chứa Phi Lai Hiệp là 24m so với mực nước biển và không có mối đe dọa lũ lụt đối với thành phố Dinh Đê ở thượng nguồn. Trong thiết kế kỹ thuật, độ cao trữ nước thông thường của khu đập hồ chứa Phi Lai Hiệp là 24m so với mực nước biển. Mực nước ở thành phố Dinh Đê không vượt quá 24,5m so với mực nước biển và mực nước cảnh báo lũ ở thành phố Dinh Đê là 26m so với mực nước biển. Thành phố sẽ không bị ảnh hưởng. Việc tái định cư của dự án đập hồ chứa Phi Lai Hiệp cũng được xác định theo mức chứa thông thường là 24m so với mực nước biển và cư dân của thành phố Dinh Đê không được tính là người nhập cư của hồ chứa Phi Lai Hạ. Tuy nhiên, chiều cao tối đa của đập chính của dự án đập hồ chứa Phi Lai Hiệp là 52,3m và độ cao của đỉnh đập là 34,8m so với mực nước biển, cao hơn 10,8m so với mực nước biển, thông thường là 24m. Vậy chiều cao 10,8m này dùng để làm gì? Có phải chỉ để thể hiện sự uy nghiêm của con đập? Sự thật đằng sau nó là mực nước lũ cao của hồ chứa Phi Lai Hiệp là 31,17m so với mực nước biển và mực nước lũ được phê duyệt là 33,17m so với mực nước biển. Khi dự án đập hồ chứa này phát huy lợi ích kiểm soát lũ tối đa, mức trữ nước cao nhất có thể đạt tới độ cao 31,17m, thậm chí 33,17m so với mực nước biển. Vào thời điểm này, thành phố Dinh Đê, nơi có mực nước cảnh báo kiểm soát lũ là 26m so với mực nước biển, chắc chắn sẽ bị hồ nước Tao Tao nhấn chìm. Việc xác định tái định cư hồ chứa cần được xác định theo mực nước cao nhất của hồ. Đây mới thực sự là ưu tiên bảo vệ tính mạng và an toàn của người dân. Hơn nữa, mặt hồ không phải là mặt phẳng mà là mặt phẳng nghiêng. Lưu lượng lũ về càng lớn thì gạt điện, thủy lực càng lớn. Theo nghĩa này, những cư dân bị ngập lụt của thành phố Dinh Đê vào năm nay là những người nhập cư vùng hồ chứa lẽ ra phải được tái định cư ở hồ chứa nước Phi Lai Hiệp nhưng đã không được di dời. Để đẩy nhanh dự án đập hồ chứa Phi Lai Hiệp, số lượng người nhập cư dự án đã được cố tình cắt giảm và cuộc sống của người dân đã được đánh đổi để giảm đầu tư dự án. Trận lụt thành phố Dinh Đê vào năm nay là sự trả thù tàn nhẫn của tự nhiên đối với chính sách nhập cư của dự án đập hồ chứa Phi Lai Hiệp. Vào cuối tháng 3, Tập Cận Bình rời Bắc Kinh đến Hồng Kông bằng đường sắt cao tốc để tham dự lễ kỷ niệm 26 năm ngày Hồng Kông được trao trả và thành lập chính phủ mới. Ông trở lại Bắc Kinh vào đầu tháng 4 và đi ngang qua Thiệu Quan, Dinh Đê và Quảng Nguyên hai lần, nơi vừa bị ngập lụt. Tập Cận Bình hai lần không dám vào vùng lũ Bắc Giang. Vậy Tập Cận Bình sợ gì? Sông Châu Giang dựa trên dòng chảy trung bình hàng năm là 330 tỷ mét khối, là con sông lớn thứ hai ở Trung Quốc chỉ đứng sau sông Dương Tử và gấp khoảng 7 lần so với sông Hoàng Hà. Châu Giang ban đầu chỉ là con đường thủy dài 96 km từ Quảng Châu đến cửa biển. Hiện nay nó đã trở thành tên chung của các sông Đông Giang, Bắc Giang, Tây Giang và nhiều con sông ở Châu Thổ, Châu Giang. Sông Châu Giang chảy qua 6 tỉnh Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây và phần phía Bắc của Việt Nam. Khu vực cốt lõi của lưu vực sông Châu Giang được gọi là khu vực vịnh lớn Quảng Đông, Hồng Kông, Macau là một trong những khu vực phát triển kinh tế nhất ở Trung Quốc. Sông Bắc Giang là một trong ba nhánh chính của sông Châu Giang, bắt nguồn từ Giang Tây và Hồ Nam chảy qua Thiệu Quan, Dinh Đê, Quảng Nguyên, thông với sông Tây Giang tại Tam Thủy và đổ vào Châu Thổ, Châu Giang.
Ngày nay, Thiểu Quan và Thanh Viễn là các thành phố cấp quận thuộc thẩm quyền của tỉnh Quảng Đông, trong khi thành phố Trinh Đê là thành phố cấp quận thuộc thẩm quyền của thành phố Thanh Viễn. Trong quá khứ, khi Trinh Đê vẫn còn là một thành phố, Quảng Nguyên chỉ là một quận. Theo quy hoạch của lưu vực sông Châu Giang, chủ yếu dựa vào các đập hồ chứa để kiểm soát lũ lụt và giải quyết các vấn đề cấp nước đô thị. Theo thống kê chưa đầy đủ, có hơn 14.000 dự án hồ chứa và đập trong lưu vực sông Châu Giang. Trong số đó, 3 dự án đập hồ chứa chính kiểm soát lũ lần lượt là Đông Giang, Bắc Giang và Tây Giang, có dự án đập hồ chứa Tân Phượng Giang trên sông Đông, dự án đập hồ chứa Phi Lai Hiệp trên sông Bắc Giang và dự án đập hồ chứa Đại Đường Hạ trên sông Tây, trước đây là dự án đập hồ chứa Long Tân. Như đã nói, 3 con đập bảo vệ sông Châu Giang, vậy tại sao phải lo lắng về lũ lụt? Bắc Giang thực hiện phát triển theo tầng và là một trong những con sông phát triển nhất của Trung Quốc. Dự án đập hồ chứa trên núi Lạc Dương nằm ở núi Lạc Dương, Thiểu Quan tại ngã ba của tỉnh Quảng Đông và Hồ Nam là một dự án kiểm soát lũ trọng điểm ở thượng nguồn sông Bắc Giang ở Quảng Đông. Theo số liệu được công bố, tổng dung tích chứa của hồ là 344 triệu mét khối, dung tích chứa phòng lũ là 211 triệu mét khối và dung tích chứa điều tiết là 104 triệu mét khối. Mực nước chứa bình thường là 154,5m so với mực nước biển, mực nước chết là 141,5m so với mực nước biển, mực nước giới hạn kiểm soát lũ là 144,5m so với mực nước biển, mực nước lũ thiết kế là 162,2m so với mực nước biển, đã được kiểm định mực nước lũ là 163,0m so với mực nước biển. Dự án đập hồ chứa Lạc Trường Hạ có thể nâng tiêu chuẩn kiểm soát lũ của thành phố Thiểu Quan từ 20 năm một lần lên 100 năm một lần. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.